Hello các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành. Thì hôm nay sáng hôm nay các bạn có một em trẻ than ở đâu lại đây để chơi với con trẻ than của mình các bạn. Mình nghĩ là đây là cái con trẻ than mình thả hôm trước cách đây cũng khoảng 2 tuần lễ các bạn. Thì bây giờ mình cũng đặt cái lục với em mái này mình để đây, hy vọng là bắt được, không biết phải chim của mình hay không nữa. Các bạn chờ xem với mình ha, nó đang núp ở trên mái nhà nè, hy vọng là nó sẽ xuống. Mình đặt máy quay các bạn xem nha. Hello, vậy là rõ các bạn, đây không phải là cái con than hôm trước mình thả mà đây là một em mái. Đây là một em chim mái, hàng gì em trống của mình, trong lòng cưng rất là kích động. Mà mái này là mái chắc của người ta nuôi sổng các bạn. Nhìn cái đầu nó nè.
để chốc hai bên nè, chắc không phải là máy máy cũng có thừng các bạn, chứ không phải là máy máy rừng, cho nên cũng rất là dạng. Ở đây ngay lộ xe chạy nè các bạn, nó dẫn xuống đây dẫn chơi với con này, thì như vậy là chắc có lẽ là không phải là máy máy rừng nè. Mình giữ lại xem coi có tặc lỗi gì hay không các bạn, có nhiều khi nó hay thì mình sẽ giữ chơi. Rồi clip buổi sáng thì có được em máy tới ghé chơi cũng bẫy được. Chúc các bạn xem clip vui vẻ nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Tạm biệt. Mình nuôi, nếu như em trống này của mình kết em máy này là mình sẽ ghép cặp luôn rồi các bạn. Tại vì trên cái lồng cao này mình đã có làm cái ống để sau này lót ổ sẵn rồi. Rồi, tạm biệt các bạn.